những yếu tố thì rõ ràng đại diện số 1 của bên phía LCK sẽ được đánh giá cao hơn đại diện số 1. Hang Hoa đội 1 đúng rồi. Ủa, ván 1 Hang Hoa đội 1 nữa thì thôi. Bây giờ phải ban Yone slot 3 đúng không? Ban Yone slot 3 xong lấy con Smolder gấp cho Hang Hoa, lấy Smolder gấp. Yone, khẩn trương. Yone suy nghĩ gì lắm thế? Bên này ban Orianna, Ivern với cá sấu luôn rồi. Ban Ass nhả Yone ạ. Nhả Yone dành cho ZK. Thế thì Yone hay là Smolder? Yone dành cho ZK. Quát nói là tôi sẽ có thể gánh được cái land mid này với con Cassiopeia của tôi. Quá nhiều power pick. Anh Trung đứng lên, anh bức xúc gì thế? Ban Ass xong rồi phớt Kai'Sa có thực sự là một... Thứ hai đã xuất hiện. Làm sao phớt Kai'Sa được? Không biết là xách cái gì ra để... Cassiopeia thôi, Cassiopeia bắt buộc phải là Cassiopeia. Không thể khác được. Nhưng mà thật ra khi nãy thì chính Summaker nó là... Đây là tính toán của FlyQuest thôi nha anh em nhé. Còn nếu như mà Quát không thắng được kèo này thì anh em cũng đừng trách Quát nhé. Mặc dù là on champ Cassiopeia nhưng mà nếu mà không thắng được kèo này anh em đừng trách Quát nhé. Nếu mà thắng được thì chúng ta phải có lời khen. Không thắng được thì không trách, bởi vì phía bên kia là Yone ZK anh em ạ. Xoay qua xoay lại thì Vi và thêm cái đó là Yone, Seju và Jack. Seju này rất là chuẩn bài nha, combo rất là quen thuộc từ cái bộ đôi hiện tại mà thôi. Có muốn nấu nướng cái gì đó khác hay không? Tôi cứ linh cảm là sau kỳ chung cái thế giới này sẽ có skin cho con này. Đúng không? Ừ. Tức là tại vì cái số lượng người chơi con tướng này đang nhiều. Samira gì ở đây? Con này mới hay nè. Đừng Samira đi đường với Kalista được. Samira đi hai Viper. Rách. Đấy hơi mệt đấy, cái tầm bắn cỡ đó. Bao giờ Gam đánh thế anh? Bắn giữa chừng bạn bị con Kasu. Gam ngày mốt mới đánh bạn ơi. Cũng hơi mệt. Nhưng mà có vẻ như Gam ngày mốt đánh trận 2 bạn nhá. Đi cái cách sử dụng cái bộ 3 này. Rách với con Seju này và thêm. Đó, đánh lại đội hình của DK cho anh em xem nhá. Trên diện rộng. Nếu như khóa là Amumu. Wow. Đây không phải là lần đầu tiên Amumu được. Amumu dành cho Inspire, Amumu mặt nạ và giáp gai. Còn bây giờ gặp lại hạt giống số 1 của LCK cũng là Amumu nhưng kết hợp với lại Long. Để HLE gọi là để xem present cho các bạn một cái cách đánh đội hình 1-3-1 với Jack, Yone và Seju sao cho nó chuẩn chỉ. Những đẹp đội hình là cấp độ 6 phối hợp với nhau một combo rất đẹp đến từ bên phía của FlyQuest. Thực ra là phía của FlyQuest đang có rất nhiều hướng để mở ra tại vì hoàn toàn nhìn cái đội hình này hai cánh bên phía HLE khỏe điên đấy. Bắt buộc phải ban Rakan rồi. Nếu để Rakan giơ tay delay là hai đường cánh của FlyQuest thực sự là không được chơi game. Combo Rakan Seju đường cánh với Jack, Yone thì nó quá ngợp. Bây giờ thì Amos hiện hỗ trợ thì nó không dễ để vận hành cũng được. Thật ra với đội 2 thì nó vẫn là sự lựa chọn được mà thôi. Khi mà lượt 4 khả năng chọn cho mình nó đường trên. Bây giờ chung kết thế giới chỉ còn lại những BO3 và BO5 ở playoff thôi anh em. BO3 Thụy Sĩ và BO5 vòng playoff, không còn BO1 nữa. Nhưng bây giờ thì Hang Hoa bắt đầu cắm đi hỗ trợ, họ cắm đi đó là Leona, bên này cắm đi Rakan. Vẫn còn đó Rell. Đường dưới đến từ bên phía của Hang Hoa Lai. Renata Glass cũng có thể là một lựa chọn cần phải được cân nhắc đến từ cả hai bên. Bàn Alista nên cân nhắc con Reata nha. Thật ra con Reata này mà nó bên đội hình của FlyQuest á, một cái hơi đội hình sổ vào Jack, Seju, Yone thì nếu mà không có ý định trừ khi đối phương lộ là không đánh được Reata cho Busio với Masu ấy, thì nên ban. Sau khi nhỏ ban Poppy của Busio vì nói rằng bot đối phương không đánh được Kalista cùng với Reata. Kalista đánh với cái gì? Tôi nghĩ là nếu như cắm con Reata thì đối phương sẽ chọn Rare thì Bobby, đội hình này rất là khó để vận hành cho Hang Hoa Lai, nhất là Bobby. Còn đối phương chọn Bobby thì cũng gót đường trên đánh kèo với Jack. Nghĩa là họ thả ra cả hai hỗ trợ. Nhá trick ạ. Khó chịu. Làm sao mà lắp trick được Kalista đi đâu được. Con mà khiến cho phía của Hang Hoa Lai có Weepo bung gọi là bung trick lỏ đánh một con gót đường trên kèo với con Jack của Doran. Đối đầu với là con Jack bên phía kia thì chọn rất là thú vị. À, hay ha. Weepo cũng là gọi là một top lane gốc bên EU ấy, trước rồi. Bên châu Âu nên là cũng hay đánh mấy con dị dị đường trên kiểu kiểu vậy. Vẫn còn đó để bổ sung một lượng sức mạnh phép thuật dành cho phía Hang Hoa Lai. Ở đội hình này thực sự là rất tròn form và Ven đi đâu chôn nữa, Reata. Tôi nghĩ là Reata, tại vì bây giờ những vị tướng kia thì làm gì có ai. Tức là như này là công cụ để chống support bao giờ con Ven đâu. Ít nhất là cái khinh thị của Ogot vẫn có thể phát huy được trong một cái khoảnh khắc. Bên này cái Sarel luôn à. Hai cái chiêu cuối của Cassiopeia cũng như là cái chiêu cuối của Amumu là đã đủ. Cái cần đến từ FlyQuest là rất tự tin đến từ phía Hang Hoa Lai Sport là cái công cụ rất tốt là câu chuyện đó. Bây giờ FlyQuest họ đã hoàn thành xong những sự lựa chọn. Có một cái điểm đặc biệt là rồi chúng ta sẽ được xem sách giáo khoa của chiến thuật gọi là đảo đường Hang Hoa Lai Sport. Họ sẽ không đi đường default với Kalista, Renata và kèo Jack Urgot, họ sẽ đảo đường đó. Hồi nãy thì bên phía của
DK đánh một cái trích lò fake đảo đường để khiến đối phương di chuyển vào bùa đỏ. Nhưng chỉ bắt được một cái tốc biến. Chỉ là một cái bãi sình của con bắt được mạng. Giờ này mưa quá nên có bãi sình đúng không? Và thậm chí là và để xem là hang của Live Sport. Mình nghĩ là họ sẽ đảo đường thôi, đảo đường cho nó dễ anh em ạ. Đảo đường nó dễ cả hai cánh ấy. Khi dậm phải bảy sa lầy thì ăn chiêu rất là nhiều. Nó vừa dễ kèo bot, nó vừa dễ kèo top. Công cụ rất nhiều, nói chung là họ sẽ dư sức, nhưng quan trọng là hết là họ giao đà nổi không thôi. Sau đó thì họ sẽ dùng khả năng macro của họ. Bây giờ xin mời các bạn hãy đến ngay với ván thi đấu đầu tiên của cuộc đối đầu giữa Hawaii Sport và FlyQuest cùng với bàn bình luận của chúng tôi. Các bạn khán giả đang đến với cuộc đối đầu giữa Hawaii và FlyQuest. Đây là hai hạt giống số 1 của hai khu vực là LCK và LCS. Đây là một ván đấu mình kỳ vọng là Hawaii Sport sẽ cho các bạn thấy sự khác biệt của Hanwha và DK. Cũng là một khu vực. Cái đội hình nhìn nó cũng ná nhau anh em ạ. Thời điểm gặp nhau cũng khá là đội hình nó chỉ thay con đều có những cái đội tuyển Kai'Sa bằng con Mid Fulton ván trước của DK thôi. Và cái cách mà họ macro nó sẽ khác đó. Cũng thực sự là cần tài cân sức. Còn trong khi đó thì bên phía của FlyQuest họ lại đang có được một cái phong độ rất tốt. Nói chung là những cái đội hình như này là họ có tính trước được 5 phút đầu họ làm cái gì rồi. Chúng ta sẽ đến với những bước di chuyển đầu tiên giữa các thành viên của Hang Live Sport bên phía đội xanh và FlyQuest bên phía đội đỏ. Một cái sẵn sàng tấn công dành cho Weibo ở khu vực đường trên. Đó đầu với lại con Jack phía bên kia của Doran cầm một cái quyền này bất diệt. Thật ra kèo đấu này cũng là kèo đấu mà tôi nghĩ rằng khúc đầu con Ogot vẫn sẽ có một chút lợi thế về cái chất tướng và cái xả tay để có thể đè nén vào con Jack phía bên kia. Con Jack thì đối thủ khác nữa, đối thủ bên kia cũng mềm. Mềm hơn tôi Sport một tí. Cái ngưỡng để cho con Jack này bật ngược trở lại. Để xem hai bên sẽ chú trọng như thế nào về cảm ơn DK23 nhá. Thắng của mình đây. Khi mà nhìn sang bên phía của FlyQuest. Ván này thì FlyQuest chắc chắn là họ không muốn đổi đường rồi, họ chất tướng mạnh hơn mà. Chất tướng hai cánh của họ mạnh hơn nữa. Đội hình này mà chủ yếu là những còn Hang Live Sport họ sẽ muốn đảo đường để né những kèo khó Kalista, Kai'Sa, kèo khó cho Kai'Sa. Tại quãng thời gian mà anh ta có đang thi đấu tại trời Âu. Bây giờ thì chuyển sang với khu vực là Bắc Mỹ. Inspire Amu cũng là chất tướng mà anh ta rất là yêu thích. Cũng là một vị tướng mà anh ta đã sử dụng tại chỗ. Doran sẽ ở đường trên chung với Viper. Thì để xem bên phía của FlyQuest họ sẽ vận hành bộ đội hình này như thế nào. Những cái bước đi đầu tiên đến từ cả hai bên đều chỉ mang tính chất là phòng ngự, nhưng mà Viper với Delay có máy quét đến từ Delay sẽ có đối đường từ bên phía của Hanwha lấy một tí kinh nghiệm ở đây. Vì cặp đôi Kai'Sa cộng với Rail ở trong khoảng thời gian đầu sẽ gặp tương đối nhiều khó khăn. Chưa kể đó là hai đường Seju ăn rừng dưới, Amu ăn rừng dưới. Họ vận hành theo kiểu bình thường thì chắc chắn đều sẽ là hai đường cánh thua. Amu mua ăn rừng dưới như thế này thì sao các bạn? Nghĩ là như vậy. Và đó lý do vì sao bên phía Hanwha sẽ chủ động. Amu ăn rừng dưới như là phải ăn một bãi xong lên trên ăn lại anh em nhé. Của Doran ở phía cánh trên. Lên trên ăn lại xong rồi lại vòng xuống dưới. Nếu mà Amumu không ăn vòng xuống cánh dưới thì sao? Thì không có đủ áp lực băng trụ con Jack TP của Doran. Khúc này Doran nó sẽ TP xuống bot đón cái tơ này anh em này. Thế thì Amumu phải ở cánh dưới thì mới áp lực được. Nhưng mà thế thì cũng... Hả? Sẽ mất thời gian dữ vậy. Hai con mắt cắm khá kỹ từ bên phía. Chắc là không có băng trụ rồi. Ván này mình cảm giác là FlyQuest không dám băng trụ rồi. Đối phương đã cắm mắt bên trong bãi bùa đỏ của mình. Cho nên bản thân họ để ưu gót đường trên Jack TP đón một tơ dây bot. Đó. Thế này thì sao các bạn? Không băng trụ được cái lỗ không ạ? Lỗ. Là FlyQuest lỗ rồi anh em. Còn trong khi đó Doran sẽ dịch chuyển xuống khu vực phía dưới. Họ lỗ cái gì các bạn? Everlast. Chuyển thành công. Xét thử này bắt đầu chồng vào và bắt buộc phải mất tốc biến. Sức mạnh đến từ Ugot trong những cặp đầu tiên. Và thậm chí là tốc biến ở khu vực này tiếp cận vào người của Quát. Quát mất tốc biến theo giữ được nội tại và có được cuộc chiến cầu đầu dành cho bên phía của Hanwhalai. Đó là một tình huống xử lý thông tin rất tốt đến từ bên phía của Hanwhalai Esports. Khi mà đã có tình huống dịch chuyển xuống đến từ Doran thì có một tình huống tấn công ở cánh trên đến từ bên phía FlyQuest. Kẻo Yone với Cassiopeia mất cái tốc biến chết cái mạng này là thấy hơi cục cục rồi. Kể cả có tốc biến đi chăng nữa thì bạn cũng hơi tiếc là biến được không hồi trừng phạt kịp. Rất may là Inspire vẫn có thể giữ bùa đỏ cho mình. Nhưng đó là những cái lợi thế nhỏ nhỏ dành cho. Rồi sao băng trụ con Jack? Nhưng cần phải cẩn thận khi mà Viper ở cánh trên này ta không còn tốc biến nữa sẽ là một mục tiêu có thể dễ bị nhắm tới. Tuy nhiên bây giờ thì cái vòng rừng của Inspire hiện bị đẩy xuống dưới và thậm chí là hỗ trợ. Cái mà hang qua lại mất sẽ là trụ bot của họ mất đi một hai lớp giáp trụ. Anh ta sẽ không có quá nhiều cơ hội để. Cái mà họ thu được là hai kèo khó đường cánh của họ. Vẫn được farm. Mục đích của đổi đường là để farm early mà anh em. Đang là những cái thời điểm khó thở cho Quát. Sức mạnh. Trời ơi, một cái xuất hồn với chinh phục. Đến từ Cassiopeia trả đam không đủ. Hỗ trợ đến từ Delay không được giữa để có thể giúp cho cái kèo đấu giữa chiếc tướng tay ngắn Yone không bị thua thiệt quá nhiều so với chiếc tướng tay dài của Quát bên kia, và thậm chí anh ta còn đang là người có chỉ số farm nhỉnh hơn nhờ vào tình huống mà Quát nằm xuống từ trước đó cộng thêm khả năng farm tốt. Hanwha swap lại rồi. Thì mọi thứ đến từ bên phía Hanwha đang diễn biến đúng theo những gì họ đề ra. Hanwha swap ngược trở lại. Họ
có một đường giữa cho Viper farm tiếp. Trong một cái kèo đấu tay ngắn với tay dài, họ có một xạ thủ. FlyQuest có thể swap lại đường trên để ăn sâu hay không? Trong một kèo mà lẽ ra bạn phải thua, nhưng nhờ đảo được thì FlyQuest đã có được những cái lợi thế nho nhỏ ở trong khoảng trận đầu tiên này. Bù lại thì FlyQuest cũng có một tơn xe to bấm bề về quá hợp lý luôn. Canh biến về rất là tốt từ bên phía của Hanwhite để có thể quay ngược trở lại với khu vực đường cần thiết. Và Viper từ nãy đến giờ anh ta là người được hưởng lợi nhiều nhất, mặc dù là không có lấy giống thiên trụ ở khu vực nửa trên, nhưng chắc chắn về lượng chiến sĩ. Sao Zeka bấm mình sớm thế? Chưa kể đó là cái vòng rừng đến từ bản thân của Peanut cũng đang tương đối thoải mái, cứ cho là con Amu Farm. Sao thấy Zeka bấm nhầm cái bình hay gì anh em? Áp lực đến từ bên phía của Hanwhite, một pha ra khu vực ba năm mươi mấy. Thì bây giờ Inspire chỉ ba năm mươi mấy là thấy còn full cây mà bấm bình làm gì đấy? Rõ ràng đó là những cái Zeka bán cái bình 50 tiền làm gì đấy? Đúng đảo đường của Hanwhite Sport. Và kéo trên, đồ đang có bị Amumu gank không nhở? Thua chỉ một chút xíu về 350 Weibo thôi. Không bị Amumu gank bấm nhầm rồi. Bây giờ bấm nhầm cái bình rồi anh em. Tôi chẳng thấy cái trạng thái máu nào mà Inspire ăn được một con cua từ trước đó. Và đây sẽ là dòng đất. Đang farm chiêu chiêu 350, đang farm chiêu chiêu anh em. Tiếp cận vào trong. Đang farm đúng chiêu luôn tự nhiên bấm bình. Sát thương nó gây ra cũng như là khả năng chống chịu con rồng. Bị mất 50 tiền. Các bạn nhìn máu pha bấm B về vừa rồi, rõ ràng là đang bấm B về này. Máu như này không nên bấm bình, không cần phải bình ấy. Dễ dàng hơn sẽ là sâu không? Thì để xem bên nào. À băng trụ à? Tấn công vào mục tiêu này đầu tiên. Ông ấy băng trụ thì phải. Không đấy làm gì cả. Nó chỉ có thể là áp lực mà thôi. Đi vào trụ bị tấn công xong mất cái bình rồi. Cái bình thường thì nó nên bấm trễ một tí để khiên Doran nó hồi máu nhiều. Cảm ơn DK nhá. Cảm ơn DK 23. Doran là người phải hy sinh những cái quay lính tẩy để giúp cho Viper là người được hưởng tài nguyên nhiều nhất. Nói chung là bây giờ là thành cái thế một bên là nhường được tài nguyên cho sở thủ. Cái tên level 5 của cả bot nó là cái tên swap sâu này anh em này. Chắc chắn là áp lực ở sâu của FlyQuest sẽ tốt hơn so với Hanwhite Sport. Anh ta vẫn đang giữ được một lượt lính khá là ổn định. Nhưng Amumu quyết định là xuống dưới bot để ăn rồng và cover cặp bot. Thế thì 3 sâu cho Hanwhite thì sao? Doran level 6 trước, mất tốc biến từ Weibo. Cấp độ 6 lợi thế từ bên phía của Doran và bỗng dưng. Thôi xong rồi. Băng trụ top này Peanut ơi. Bỏ con sâu băng trụ top cái Peanut ơi. Này hết lát level 5 hết cây báu băng trụ cái tên này là quá lời luôn. Đối phương sẽ có dịch chuyển nhưng mà đối phương sẽ nằm xuống level 6 kịp đến từ Weibo. Ê coi chừng nha. Cấp độ 6 rồi. Bắt đầu dùng khinh thị, chiêu cuối đâu? Chiêu cuối vẫn đang chưa tung mà chưa tung được. Từ Weibo và kết quả là một trụ thành công 2 3 4 5 6 7 8. Một tình huống mà 8 con. Là FlyQuest, chính xác là 8 9 con lính gì đó. Lính đó kiểu gì? Và để rồi Doran là người lại có được lợi thế mặt kinh nghiệm so với Doran ăn một mạng, deny một tên lính ở tổ bố được chết luôn vãi cả trường. Doran đã là khoảng 1 phần 5 ống kinh nghiệm của cấp độ 6 lên 7 rồi. Tại sao FlyQuest lại không ăn sâu mà đi ăn rồng? Rồng đất đầu tiên thì nó có gì gọi là hy sinh Weibo để lấy 2 sâu còn lại. Còn đường giữa thì sao đây? Zeka chôn nơi mà Zeka gặp bắt tay một lính. Đó là con lính. Hả? Một con lính che khỏi cú bắt tay của Buzio và kết quả là Zeka vẫn an toàn. Trong khi đó Inspire thì cũng tận dụng tốt cái việc đó chính là nếu mà FlyQuest swap lên ăn sâu lượt 1 là cứu Weibo luôn rồi. Thì mình sẽ có thời gian để có thể kiểm soát lại những cái bãi sâu, chưa kể Weibo cũng có dịch chuyển để có thể quay người. Thôi thì vẫn ăn được 2 sâu 1 rồng ha. Cái pha đó nếu như mà nên ưu tiên ăn ở đây là gì nhỉ? Chủ động dịch chuyển thì sao? Nên ưu tiên ăn sâu trước sau ăn rồng sau ấy các bạn. Cái quay lính không phải là quá xấu như Weibo rồi. Bởi vì ăn rồng trước xong ăn sâu sau như này nó kiểu là nó sẽ ra sâu với rồng cùng một lúc. Thì Hanwha lại có cái gì đó để đổi. Uầy, E2 về nhanh thế. What? Một tình huống là câu đủ chiêu của ZK. Tại vì ở cái thời điểm mà con Kasubia tung ra cái hóa đá thì nó vẫn có một cái hoạt ảnh nhỏ để cho ZK có thể xử lý. Và anh ta đã xử lý quá tốt rồi thứ vừa rồi. Xuất hồn lấy được cái chiêu cuối đối phương. Và đường trên thì những cái thế mà pha sau Hanwha mà cảm giác chưa tự tin ngữ sức mạnh họ có thể đổi mục tiêu. Đối phương ăn sâu mình ăn rồng, đối phương ăn rồng mình ăn sâu. Tôi nghĩ hình như là bye bye. Không, hơi khó. Cố gắng để lấy máu đối phương mà thôi, nhưng mà cũng không tìm được nữa. Kim Doran cũng đã lùi về rất nhanh rồi. Hanwha Sport đảo đường lên cánh trên dành cho một đội đường dưới Viper. Đánh một hồi Hanwha Sport hơn tiền hơn 2 hơn 1000 mấy rồi anh em, 1500 à vãi. Cái gì vậy? Và né cặp đôi đường dưới của FlyQuest cũng sẽ là một cái điều gì đó an toàn để cho từ một game đấu bị thua chất tướng hai đường cánh. Nhưng mà tạm thời bên phía FlyQuest cũng đảo đường cho nên là cũng chưa có nhiều lắm những cái lợi thế. Peanut lại đi gank rồi. Liên tiếp dành cho bên phía của Hanwha. Weibo đã có tốc biến, có chiêu cuối. Doran đang vào chế độ là chế độ cầu diễn ở đây. Và một cái khung gỗ xác định chắc là không đủ đam rồi. Viper cũng là những cái mảnh nhỏ để có thể lên được giao điện mà thôi. Peanut đang muốn đứng để có thể bảo vệ cho Doran biến về. Bây giờ FlyQuest swap lane là cái gì nhở? Ý định là muốn hủy biến về của đối phương. 3 phút nữa mới ra sâu mà swap lane làm gì đấy? Ai về nhà đấy mà thôi. Sao không swap cái tân sâu? Swap cái tân sâu 1 xong ăn sâu xong ăn rồng đẹp mà. Cho nên ta cũng chủ động đó chính là. Hoặc là nếu đổi một rồng một sâu á. Bây giờ thì cứ cho là cái lợi thế về thì mình vẫn có thể ăn được cả sâu 2 lẫn rồng 2. Nhưng mà tiền
thì Hanoi lại đang hơn. Nghĩa là họ hoàn toàn có thể đánh chậm ở trong khoảng sắp tới để có thể câu những cái. Pinus vẫn chưa về, Pinus vẫn đang tiếp tục ở lại đường dưới với một cái hoảng ngọc mà thôi. Mới là đội cần phải vội, họ cần phải tận dụng được chiến tướng. Solo Bolo. Nơi mà Watt đang bị áp lực, bắt buộc phải tung chướng khí ra để có thể chặn. Q3 kịp là chết đấy. Ua Link. Rất nhiều và cuối cùng đó là Link dứt điểm thành công ZK solo kill khu vực đường giữa. Khó cho Quát, khó cho Quát, khó cho Quát. Đến từ ZK khi anh ta có được sự hỗ trợ của một vài con Link đánh xa trong tiếng vừa rồi. Một chút xíu sát thương Link đánh anh em ạ. Tính đến như thế thì chịu. Quá đủ để cho ZK có thể tự tin và chém tới trong tiếng vừa rồi. Không thừa không thiếu tí nào luôn ạ. Vai. Câu trả lời từ FlyQuest vẫn chưa có. Một cái ngập rồi. Xuống nó cũng tương đối nặng. Khi mà Watt, ôi Volibang không bị được trên làm chậm thành công được vào người của có thanh tẩy có tốc biến. Đến từ Doran, anh ta vừa mới né được thành công hợp chiếc đương loạn. Khó cho Doran đâu. Có cứu cánh nha Doran. Hai mạng. Đứt flash hack não đối phương đến từ Pinus nhưng mà Busio nói là tôi để não cốc xe. Tôi để não cốc xe. Lần thứ 5 đến từ bên phía của FlyQuest sẽ là Busio khu vực giữa. ZK đang gặp khó khăn và ZK hơi trôi một tí. Hai mạng đứng trên trong pha 2v2. Doran không trôn. Doran đánh rất bài bản trong tiếng vừa rồi và chúng ta có thể thấy Doran đánh chắc cú như thế nào khi mà anh ta quyết định là nhảy về để cho Masu không thể kết liễu được mình với. Đi đường đã thấy ngập. Và rõ ràng là với từng đó chống chịu. Doran vẫn Eflat chắc chắn là Eflat rồi. Và anh ta để cho Pinus là người có được hàng công chiến cứu vừa rồi. Còn ZK, anh ta quá tự tin trong tình huống mà không bị truyền banh Do đó anh ta bị dính rất nhiều khống chế chiêu cuối quang giải băng tất cả mọi thứ. Và điểm hạ gục dành cho Weibo mà thôi. God nó có chỉ có trích lỏ duy nhất là Eflat thôi anh em. Giá dành cho bên phía của FlyQuest để giúp cho họ ít nhất là tìm kiếm cái hy vọng đánh nhau. Ở khoảng thời gian này nghĩa là họ vẫn đang giữ được một cái khả năng đánh nhau nhất định, nhưng mà nếu như qua cái ngưỡng này mà để cho Hanoi Online không bị gặp quá nhiều áp lực. Mỗi Kalista là người hơn tiền xong rồi bị shut down một quả mất cái thanh tẩy. Sử dụng đến từ bên phía của FlyQuest. Thế thì ai gánh team? Nó không thể nào bằng được. Ai sẽ là người gánh FlyQuest? Bên kia là một con Yone, một con Kai'Sa về sau, chưa kể là Zac nữa. Tầm này Viper chơi game quá chill rồi. Viper chỉ cần farm chiêu với con Kai'Sa của mình tí vào giao tranh, chỉ cần đánh sau những CC đến từ tuyến đầu. Tuyến đầu Hanwha thì ai cũng khỏe. Mid top rừng siêu khỏe. Cho nên ngưỡng sức mạnh của nó cũng không phải là quá nhanh ở trong giai đoạn giữa game. Thì để xem phía FlyQuest sẽ câu giờ như thế nào để cho Quad có thể tiếp cận với 4 sâu cho đội hình 1-3-1, Zac Yone đường cánh với Seizu. Rõ ràng là với bộ đôi cần phải thắng đường. Họ đã không thắng. Cảm ơn DK23 nhá. Nằm xuống một lần so với bên kia, lựa chỉ xuống thì luôn luôn là ngang bằng nhau. Có một chút lợi thế nhỏ. Chắc là Quát nói là nhả Yone cho ZK, em đánh con Katsuvia em kiểm soát được. Kinh trụ hơn mà thôi. Còn rõ ràng là về điểm hạ gục. Còn nếu thua thì ván 2 thay đổi ván pick thôi. Không hề chịu chênh lệch nào cả và đó đều là những thông tin không tốt về phía FlyQuest. Và chưa kể đó chính là khu vực nửa trên nơi mà đầu tiên đó chính là Doran hơn tiền so với lại Weibo. Rồi cả Pinus cũng là như vậy. Ván 1 mà Hanwha bên phía đội 1 nữa thì lợi thế họ quá lớn rồi. Đấy là 1.000 tiền rồi. Ít nhất là Quát vừa mới dọn xong rồi đến vừa rồi thì cái lượng tiền được rút lại một tí nhưng vẫn đang là những cái chênh lệch rất là. Quát không nói thế á. Họ đang từ từ kiểm soát ván đấu. Quát không nói thế làm sao mà FlyQuest nhả con Yone được anh em? Họ phải có một cái bài gì đó cho Quát để đánh cái kèo này chứ. Kiểm soát những cái mục tiêu hiện tại. Quát mà bản thân nó không tự tin kèo này thì phải ban Yone đội 2 thôi. Họ sẽ dần dần tạo ra được. Chả hiểu sao đến giờ này mà vẫn còn nhả con Yone. Chuyển tốt hơn so với đối phương và sau đó bóp nghẹt đối phương. Trong một đội mạnh như là Hanwha Sport. Gen Z cũng vậy. Những đội họ đánh con Yone thì nhìn nó quá khủng khiếp. Rất an toàn. Đã có những tình huống tỉnh táo hơn đến từ ZK khi ta không biết rõ ràng vị trí đứng của tất cả thành viên phía FlyQuest. Và do đó chỉ là một con tướng chỉ cần biết chơi thôi các bạn, chỉ cần các bạn chơi Yone biết chơi thôi. Và bây giờ là khoảng thời điểm mà chuẩn bị sẽ khiến xuất hiện trong khoảng chừng 1 phút nữa. Là nhìn nó rất là nguy hiểm đấy. Tập trung đến Highlight thì sau đây, Pinus vẫn còn thời gian. Thế mà hai bản sau vẫn được buff. Một con rồng lửa sẽ là điểm rồng. Tập này anh em đi mid ban Yone đi nhá. Cân bằng tỷ số 1 đều về rồng mà thôi. Về vị trí đứng của Inspire. 14.20 được buff anh em ạ. Sẽ không quyết định cạnh tranh rồng. Tại vì nhìn về cái 14.20 buff Yasuo Yone của Hanolai nó quá vượt trội. 14.19 thì mang trở lại cái nhịp độ chết người. 5, 6 con mắt được cắm. Thực ra bây giờ nhịp độ nó không quan trọng lắm, đánh quyền năng vẫn ok mà. Anh ta định chơi cái bài hồi nãy mà à không, quyền năng hình như nó mới bị thay đổi một tí cho những con tướng đánh tay dài thôi. Tay gần vẫn ok nhá. Nhưng mà đã đi qua tầm nhìn cho nên bài đó bị vô hiệu hóa rồi. Trong khi đó khoảng trống sẽ tạo ra ở khu vực ở dưới dành cho bên phía của Hanoi Online. Họ đánh đèn tương đối từ tốn, chưa quyết định băng trụ. Rất bình tĩnh đến từ Highlight Sword và trụ một cho bên phía của FlyQuest khu vực đường trên. Vừa rồi là một pha xuất hồn đến từ Yone của ZK khu vực đường dưới. Weibo đẩy tiếp một đợt lính nữa luôn chứ chưa vội là farm lính. Người ta vẫn đang đánh rất chắc chắn khi mà sự tập trung của các thành viên của lại bên phía Highlight Sword đang ở khá là đông nửa dưới.
và những lớp khiên trụ cuối cùng cũng đã vỡ rồi, không bóc thêm được. Mid dừng với Amumu cùng với Cassiopeia thì nhưng không sao cả, sẽ chênh lệch giữa người hai chơi đứng giữa và đang là cực kỳ rõ ràng. Trong khi đó Viper, tôi nghĩ rằng với giao điện này anh ta thợ thầy anh em ạ. Nó thợ thầy luôn đấy. Chơi hit một quả xương xương trong trụ xong rồi vào lấy cái bùa đỏ đi về hút máu lại từ lane với gầm suy vong. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người chơi đường giữa hiện tại là 900 tiền và là hai quay lính. Mưa dầm thấm lâu thì chắc chắn là ZK sẽ ngày càng khỏe hơn so với Watt mà thôi. Đợi cho Watt có được cái ngưỡng bỏ rồng bỏ sâu 2 đến từ phía FlyQuest. Bỏ đến khi nào? Của ván đấu bên phía của Hanlay kiểm soát con sứ giả khu vực ở trên và cũng không hề có bất kỳ một động thái nào để có thể tranh chấp từ đội hình Jack, Seju, Yone, 4 sâu và một sứ giả. Thứ họ cần là tài nguyên, là cái khoảng thời gian một Kai'Sa gọi là free farm. Hanlay đang đánh rất đúng với những gì họ đề ra ban đầu. Từ lúc họ đảo đường cho mạng nào ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi, chiêu chiêu thôi anh em nhé, không dướn. Đều đang dồn tài nguyên rất chuẩn là một ZK. Đấy, xong rồi tí nữa thả sứ giả ăn rồng sau là đẹp. Hơi đáng tiếc là một vài nhỏ gục. Nó gọi là sách giáo khoa anh em ạ. Phí đắt hơi nhiều chứ không phải là Viper hay Doran. Không sao cả, dù sao thì sẽ duy nhất là chất tướng. Nếu có đồ sớm thì Doran nói là kèo này con Ugot nó hơi khỏe, có gì ZK đỡ dùm một dao. ZK bảo nó khỏe thật. Còn Ugot này có cái dìu đen, nó cần được một cái trụ một đường trên, trụ một tầm bản đồ ấy. Thả ăn trụ mid đến từ Phoenix luôn ạ. Có vẻ họ đã thấy một cái thông tin gì đó. Họ có vẻ thấy đối phương ở cánh dưới hơi nhiều, họ thả sứ giả đứng giữa, họ lên đường trên, họ áp lực vào con Ugot. Đến từ Phoenix. Hơi nhạy cảm một tí và kết quả là Phoenix đâm đầu vào tường và sau đó ta lùi về mà thôi. Nếu như muốn lái được lên tới trụ ở trên thì sẽ cần là ôm sát tường, bởi vì nếu như bạn cua rộng quá thì con sứ giả sẽ không quay kịp, bạn cũng sẽ bị đâm mặt vào tường trên mà thôi. Để ra vu ác. Cố gắng cua sát bức tường đó để có thể tạm được tới trụ, người ta không thành công. Hơi đáng tiếc một chút xíu là bên phía có phải là bên phía của Hawkeye Sport muốn lấy tiền ngay từ trụ mid. Có được thứ mình mong muốn nhất, đó là trụ ở đường giữa đối phương. Nhưng mà 2 phút nữa kịp đồ gì anh em? Con rồng thứ 3 của ván thi đấu này là một con rồng công nghệ. Đồ thì cũng mỗi người một đồ lớn hết rồi. Hanolai cần tốc đánh, cần điểm hồi kỹ năng. Lựa chọn nhà chơi Hanolai ở trong cái con rồng 3 nó sẽ rất dễ. Họ đánh cũng được, mà họ để cho đối phương vào trước rồi sau đó họ tìm cách đánh vào các thành viên của FlyQuest cũng được. Cho nên làm gì thì làm, bên phía của Hanolai vẫn là đội được quyền cân nhắc nhiều hơn. Còn FlyQuest thì chắc chắn rồi, họ vẫn sẽ rất muốn để có một cái pha giao tranh mà tìm kiếm được cái khả năng ăn mạng dành cho Matsu, dành cho Weibo. Weibo đã có được rìu đen, lượng sát thương đầu ra là có, mặc dù bên phía bên kia có được Sejuani. Amumu đang đứng cam để shut down con Yone của ZK. Thì các thành viên của FlyQuest vẫn có thể Inspire có thực sự gank được pha này hay không? Có vẻ là hơi nguy hiểm cho ZK nhưng Phoenix ngay lập tức có mặt. Ở đúng nơi đúng lúc luôn. Inspire đã đổi được một cái bụi cỏ ở trong tình huống này, ở bụi 2, cặp mắt kiểm soát đứng bụi 2. R Flash, Flash xa lầy. Một mạng dành cho Quad trong tình huống đầu tư rất nhiều thứ ở đây. Rồi, Weepo cần người backup. Quad có cần phải TP không? Quad ơi, Quad có gì cần phải TP đấy, Quad ơi. Quad. Một pha gọi là đáp trả đến từ hang qua khu vực cánh trên. Một trụ đổi một trụ, một mạng đổi một mạng. Lợi thế sẽ đứng giữa dành cho bên phía của FlyQuest. Dịch chuyển đón tơn ở khu vực đứng giữa đến từ Doran luôn ạ. Macro đến từ Hàn Hoa nó cũng không kém cạnh gì cả. Không mất một cái gì luôn anh em. Lần này FlyQuest là đối chủ động hơn trong một tiếng bắt lẻ ngược trở lại vào vị trí của ZK. Và điểm hạ gục nó 1 đổi 1. Quá rất tuyệt vời. Khi mà con Cassiopeia cả về mạng lẫn trụ. Đang cần rất nhiều tài nguyên. Đã có được cho mình. Bên này mất một cái tốc biến của Viper để ăn cái mạng Weepo và bên phía bên kia mất tổng cộng nó là 1 2 3 4 3 cái tốc biến. 3 cái tốc biến của top mid rừng để có thể có được một tình huống cả hai trang bị này. Đến từ con bài Cassiopeia. Lấy mạng của ZK thế thì con rồng này bỏ. Đầu ra sát thủ uy tín thứ hai để có thể song hành cùng với Matsu. Thế thì con rồng này bỏ. Họ tấn công rất tốt vào cánh trên khi mà thông tin ở cánh dưới. Hết flash. Khóc. Dịch chuyển đến từ Cassiopeia, họ muốn thực sự là đánh nhau ở đây à? Quát dịch chuyển xuống với hóa đá và đó là cú hóa đá cũng có vẻ là ok. Mũi khoan tử thần quát đi không tốc biến rồi qua đời rồi hợp chất thải ra nó có vẻ là không gỡ được mạng. Ui, ba cái flash, hai cái flash nhìn nó ngợp quá, quá ngợp cho FlyQuest rồi. Mất ba cái tốc biến nhưng mà vẫn muốn giao tranh. Lỗ trụ lỗ rồng là cái chắc rồi. Gần như là end game. Có lợi
dành cho Bifan Halley Sport nữa. Một tiếng giao tranh rất tuyệt vời. Khởi đầu với một pha bắt lẻ đến từ bộ ba của Halley Sport. Mua hết rồi hết lát làm gì đấy? Tính cạnh tranh rồng à? Được dồn vào rất chuẩn xác và những đòn đánh thường đến đoạn là cực kỳ chất lượng khi ta cũng đã có cho mình là tam hợp kiếm rồi. Và sau đó ngoài bộ rất nỗ lực hóa đá một người làm choáng. Sau đó là một pha bắn chiêu cuối của Weibo nhưng hình như lại trúng vào Doan chứ không phải là Peanut. Và sau đó là người chơi đi rừng của Halley vẫn có thể rút lui về vị trí an toàn. Và Doan vẫn rất đanh đá với lực đồ anh ta cầm trên người và anh ta hiểu xong rồi sức mạnh của bài giác này là lớn như thế nào trong quá trình. Xong rồi. Rất quyết đoán đến từ Bifan Halley Sport. Và chiến thắng trong pha tranh rồi là rất tuyệt vời. Khó cho Weibo làm gì giờ. Lại tiếp tục à? Cũng gọi là có những cái đối sách cho con Yone của ZK nhưng mà thân cô thế cô đơn thương độc mã. Tầm này e ra chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Lượng sát thương cũng rất nhiều từ ZK, không phải ít đâu. Cho nên đánh an toàn, anh ta vẫn đang là người cầm được những cái điều kiện giao tranh nhất định dành cho đội hình. Quan trọng là cần phải có một cái tình quan trọng là con Urgot khi mà các bạn e chúng mà các bạn r vào mà sáu cái chân càng của các bạn nó không đủ đam ấy. Rất khó để có thể thì đôi đấy bạn cút. Thứ nhất á, là cái ngưỡng sát thương. Bây giờ bạn e và bạn đấm đối phương cho tới khi nó yếu máu để các bạn r dứt điểm. Nó bị một vấn đề là đối phương còn có quá nhiều thứ để né cái r của bạn ấy. ZK chôn rồi. ZK chôn à? Là 1 2 3 chiêu trượt. Chiêu ác. Nhà lại ZK nhà lại. May là Google không gọi là chiêu trả ngược lại không thì tất cả mọi thứ là rất là mù mắt. Không sao cả, nó là tình huống mà lấy máu đến bên phía của Halley Sport và đòi lại được thế kiểm soát không được dưới mà thôi. Và rồi cũng có một nhịp di chuyển xuống của một thành viên nào đó từ Flash. Chắc đồng đội khều kêu ZK đánh cẩn thận, có về sau người ta ban Yone của mày. Ở trong tình huống vừa rồi. ZK nó bảo được, cũng được. Tương đối nhiều người lên cánh trên này. Để tôi làm vài đường cơ bản cho nó đỡ bị ban. Có được từ nãy rồi. Và đang muốn tạo thế để kiểm soát Baron một cách đơn giản hơn. Đánh thế vào BO5 đúng là sẽ có đội nhà đấy. Cực kỳ rộng. Đang là 76 ở khoảng thời gian mới chỉ là 22 phút mà thôi. Rất nhiều đến từ D-Line. Đánh thế nhiều khi ván 2 ván 3 Flash quét nhà Yone cũng nên. Đều sẽ được nắm giữ. Flash gặp rất nhiều khó khăn ở thời điểm này. Thứ nhất là họ không tìm cớ ép ra được so với đối phương. Vì đội hình của họ đang bắt đầu là vào cái ngưỡng 50-50 rồi. Nghĩa là Hanolai đã được vị trí nào gác tiền rồi. Răng deep 1400 rồi. Amu mặt nạ cùng với hai cái mặt nạ rồi. Amu double mặt nạ. Dịch chuyển làm gì đây? Dịch chuyển lấy được cái thấu kính ạ. Đâu đang có quả trích lỏ ác. Thay vì dịch chuyển ra lane để farm thì dịch chuyển vào Baron cho đối phương gọi là sen rén cho đối phương rót cái thấu kính vào. Ừ. Xong rồi lên đường trên farm chiu chiu. Quá nhiều trích lỏ ở đây. Câu hỏi đặt ra là tại sao không dịch chuyển vào lính? Tôi thích dịch chuyển Baron đấy. Tôi thích dịch chuyển, tôi lấy thấu kính đối phương. Chả sao. Vấn đề là Mifan Halley Sport sẽ đánh giá tình hình. Đi ra được một cái thấu kính. Họ đã có ngưỡng sức mạnh với một con Kai'Sa, một con Yone và Zac. Đó, từ đó hết thấu kính đúng không? Ép phát nữa, lấy thêm cái thấu kính nữa. Thấu kính vào đây, thấu kính vào đây các bạn ơi, thấu kính ngay vào. Khẩn trương quát hay là gì đó, khẩn trương. Đấy, thêm một cái thấu kính nữa. Ngon. Amumu, Amumu dính bô la băng hàn, dính hợp dính một pha WR đến từ Real. Mất Baron rồi. TP đến từ Weepo với cái móng vuốt của mình e thành công, có áp chế đến từ Weepo. Viper vẫn ăn hoảng sợ, Viper còn chiều cuối, Viper chưa chiều cuối được. Gỡ cho bên phía của FlyQuest là 4 deny mút Baron ở đây. À. Âm 1000 tiền khi mà có quá nhiều cái mạng shutdown ở đây dành cho bên phía của FlyQuest. Khi chiều cuối xuống, tốc biến xuống chiều cuối chúng tất cả thành viên của Halley Sport ở trong hàng Baron trong tiếng vừa. Hàng của Halley Sport đã không quyết định hy sinh một con Real, sao không hy sinh con Real rồi về. Đang nhé xử lý chuẩn chỉ phải là hy sinh con Real pha này xong rồi mình trừng phạt xong mình về được chứ. Bỏ một con Real xong rồi về hết cả team là được mà. Nè, để con Real chết rồi cái cú này được rồi đấy. Trừng phạt té. Lời không? Halley đã có thể lùi về rồi. Té là lời ơi. Trôn rồi, lại trôn rồi. Lại trơn rồi. Và do hoảng sợ Viper khiến cho xạ thủ của Hamlet cũng nằm xuống luôn theo. 4 điểm hạ gục dành cho bên FlyQuest. Hay lỗ một tí, hay lỗ một tí. Côn Baron là hay lỗ một tí. Nhưng xử lý sau như thế nào sau con Baron đó không tốt chút nào. Rõ ràng nãy đổi một con Real lấy Baron 4 búp là ngon rồi. Mạnh đến từ Weibo vẫn là có. Đánh sợ người ta ban tướng mình ván 2 hay gì. Rồi lại bắt được Inspire hết spell đây rồi.
dễ vậy. Là người có được mạng hạ gục. Nhiều khi một búa Baron này vẫn gỡ được lại tiền đấy. Còn hình như là một búa lại Baron, đúng không? Cho nên họ vẫn có thể tiếp tục là tận dụng búa lại Baron này để có thể. Còn búa Baron của ZK, ZK hết cho mình đó là dịch chuyển. Cuối cùng đến từ thành viên Highlight Sport sẽ nằm trên người của ZK và đó là một tình huống bắt lẻ rất chuẩn xác vào thời điểm đến lại gỡ tiền rồi. Khi họ đang có một thế đẩy đẹp ở đường giữa và đường dưới. Và sau đó với việc là Inspire đang nằm xuống như thế này, Highlight hoàn toàn có thể lựa chọn giữa việc lấy trụ 3 hoặc là lấy con rồng bản lề này để xem họ sẽ xử lý như nào đây. Đẩy tiếp sẽ hơi nguy hiểm khi đối phương vẫn đang còn tương đối nhiều thành viên ở nhà. Lấy rồng sẽ một phương án an toàn hơn. Rồi, hài lòng với lại con rồng 3 dành cho đội hình của Hanwha Online. Game dễ quá nên là Hanwha cũng muốn làm một tí content. Thôi thì chúng ta gọi là feed lại cho các bạn một ít những cái mạng shutdown để các bạn ấy còn có tinh thần chiến đấu tiếp. Rồng 3 sẽ có rất là dễ dàng dành cho Hanwha Online. Bây giờ thì sẽ là rồng 3 cho Hanwha rồi. Rồng lại là rồng. Sao dạo này ra rồng công nghệ nhiều nhỉ? Đang có xu hướng ra rồng công nghệ anh em. Đội gỡ mạng được thì anh ta cũng đã có được ngưỡng 3 đồ để có thể tìm kiếm. Hello anh. Hôm nọ thấy anh like lịch đấu này là T1G2 sao lại? Đâu có đâu, hôm trước là bốc thăm thôi em. Hôm trước là bốc thăm thôi em à. Và đều là những món trang bị cực kỳ. T1 ngày mai đánh trận trận 1 em nhé, 17 19 giờ chứ. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Cảm ơn Mingo nhá. Bắt được không? Quá cơ động. Rách cấp 15 rồi. Mà lượng chia đến từ Flywest cũng không có quá nhiều để có thể tấn công tiếp vào người của Doran. Doran khá là nhanh, người ta có giày thủy ngân. Tình huống làm chậm đến từ Weibo nó không kéo dài quá là lâu và câu đủ thời gian để cho Inspire có thể tới được. Và với việc bên phía của Flyquest kéo quá nhiều người lên cánh trên để có thể bắt lẻ ở vị trí Doran đang mở ra khoảng trống ở cánh dưới dành cho ZK và Venus. Họ đang lấy đi được một lượng lớn máu công trình của trụ 3 đường dưới từ Flyquest rồi. Một con Baron đã hết hiệu lực và không thể coi đó một con Baron thành công được khi mà tất cả những gì họ làm được ở sau đó là thêm một con rồng bản lề lấy điểm hạ gục của Inspire và một trụ 2 ở khu vực cánh dưới. Chiều chiều anh em ơi. Chưa gì phải vội. Họ sẽ xử lý như thế nào trong lap này đánh về sau vẫn ok mà. Không có mục tiêu lớn và cũng không có nhiều lắm những lý do để có thể giao tranh với đối phương. Đơn giản là hai bên chuẩn bị chờ cho con rồng tiếp theo của bán đấu ra đời. Và đó sẽ là có thể giao tranh quyết định dành cho bán đấu này. Khoảng cách chênh lệch về tiền mới là có dành cho bên phía của Hanwha Online. Với tầm 3.000 tiền hơn. Với áp lực về mặt linh hồn rồng công nghệ khiến cho bên phía của Flywest là đội khó chọn lựa hơn trong con rồng tiếp theo của bán đấu. Mọi thứ vẫn đang nghiêng về bên phía của Hanwha Online mà thôi. Còn Flywest họ... Baron 2, 2 phút mới ra. Xuất thần, đặc biệt đó chính là Spell Viper chưa hồi. Nếu một cái lời nguyện xếp bên kia 3 cái tốc biến chưa hồi. Và có những cái thành viên quan trọng trong đó như là Viper, như là... Dila có muốn quy flash hay không? Phải công nhận bên phía của Flywest. Một tình huống phát động tấn công từ bên phía của Hanwha Online. Inspire đu theo giữ chân vào của ZK. Có luôn lời nguyện xếp bên sau của ZK xuống đó. Hợp chất đẹp đấy. Hợp chất đoạn không trúng ai cả, nhưng vẫn có định mà phải gọi và tất cả... Rồi... Hòa đá. Hai tiền đánh cái gì vậy? Masu đang tung ra những cái điều nhảy chết chóc của mình. Masu có được mạng hạ gục của Pinus. Các thành viên của Flywest... Let me give you a hug. Trong 2-3 giao tranh liên tục. Đó là lý do vì sao mà chúng ta đang lựa chọn Inspire là thành viên quan trọng nhất đội hình của Flywest ở trong những tiếng từ nãy tới giờ. Bên phía của Flywest có 7 điểm hạ gục. Có 8 điểm gục thì Inspire đóng góp 8. Một pha níu kéo đến từ Inspire. Viper đánh cá nhân, Viper không có đồng hồ, Viper tàng hình, Viper cân 2, Viper đánh rất điên ở đây. Tình huống quá kinh khủng. Chơi chiêu chiêu đầu game bây giờ bắt đầu lên tiếng ạ, vãi cả trưởng ạ. Khi mà top mid rừng của họ early rất xanh và đang hơi throw game một tí thì Viper nói để đó cho tôi. Để đó cho tôi. What the fuck? Kai'Sa được nuôi 3 đồ farm quá chill, bây giờ thì bắt đầu gánh team với một khoảnh khắc gọi là khoảnh khắc xử lý cá nhân của Viper. Vẫn giữ được cho mình là cái E. Thường thì W vào. Đáng nhẽ là phải E một cái xong rồi R. Viper không E luôn anh em. Thường thì W trúng một cái E, cái lấy tốc đánh R vào đánh tay với tốc đánh cao ấy. Này. À không phải, pha này pha thanh tẩy nhanh né đoạt mạnh tốt. Đây, let me give you a hug. Điều đó anh ta đã từng thể hiện được tiếng đu đã nửa màn hình như này rồi, tạo tiền đề để cho Weibo có thể đáp xuống với một tình huống chiêu cuối chúng delay và sau đó hoảng sợ được vị trí Brad đến bên kia thì anh ta cùng với lại có đánh nhau rồi. Chiêu cuối không chính xác nhưng đã rút được vị trí Viper ra bây giờ. Bí bồ lại đi rồi. Weibo anh ta còn tốc biến được đầu tư và kích Flash QR hợp chất cũng đẹp. Bí bồ chưa đi mũi khoan và sát thương chuẩn đến mũi khoan là Phoenix Cook rồi. Rồi ơi, không đủ đam rồi. Và đó là một cái mũi khoan tử thần. WR vào, dính khinh thị, Viper bị chồng CC, Viper tốc biến đi, Viper yếu đồng hồ đến từ Viper. Sự gì đấy? Đang gặp rất nhiều khó khăn. Không dứt điểm
Chôn rồi, lại chôn rồi, lại chôn rồi. Flash. Doran Flash bắt choáng chôn nữa, lại chôn. Và mọi thứ đang nằm trước mặt của FlyQuest. Ủa gì vậy? Màn thi đấu đang rất khó lường đến từ hàng Live Sport và FlyQuest khi mà liên tục là các thành viên của cả hai bên. Đánh chiêu chiêu 40 phút nữa rồng ra là linh hồn rồng rồi mấy ông. Cái gì mà đánh gì mà chiêu dữ vậy? Thôi có chôn nữa nào, xiết xiết nhanh hay không nào? Nỗ lực tạo ra khoảnh khắc ngôi sao tương tự thì Viper lần này ta không thành công. Anh ta lại là người bị bắt lại trong tiếng vừa rồi với một pha đâm bản đá sát thủ khá sâu. Lớp giáp đến từ khinh thị, lớp giáp đến từ bóng vô xe. Ôi dồi ôi, ôi dồi. Và lớp khiên được búp thêm đến từ Busio là quá nhiều, là để cho bên phía Highlight Esports có thể triệt tiêu được người chơi đường trên của FlyQuest. Và cuối cùng Pinat là người làm lại. Ê, chưa có linh hồn rồng. Mikael Baron xong back về xuống rồng là Highlight Esports mất thế rồi. Và đó cũng là thời điểm mà vỏ bọc thích nghi Jaxo vẫn đang cung cấp cho Weibo rất nhiều hiệu ứng khống chế, cũng như là lớp khả năng chống chịu. Ơi Pinat chôn nữa rồi. Ôi giời ơi. Pinat đi chắc. À không hạt thông à? Hạt thông bị đối phương đánh mất rồi à? Họ ngắt nhịp linh hồn rồng, họ có hề tiền luôn rồi ạ. Và giờ là lúc đấy họ có thể gỡ gạc lại được những gì họ đã mất từ nãy tới giờ. Ê ê thôi nha, thôi không giỡn nhá, không giỡn nhá, không giỡn nha. Không có nữa rồi. Không giỡn nhá Han Hwa. Thứ 30 chỉ chênh nhau khoảng chừng 500 vàng. Có thanh hình nhá. Một con Baron đang đem chưa nhiều lợi thế lắm trên phía của FlyQuest. Nhưng đó là Baron họ khai thác được nhờ vào một pha giao tranh lỗi đến từ Bifeo Light Sport. Và vừa rồi Pinat cũng có một nhịp mà anh ta cố gắng để lấy điểm đi nguồn dầm cho đội của mình. Nhưng không được. Và mọi thứ đang rất là khó đoán. Tôi thực sự là cũng không hiểu từ nãy tới giờ hai bên đang có những tình huống di chuyển như thế nào nữa. Chủ yếu là Han Hwa đánh gọi là đánh chiêu quá, đánh lỗi nhiều quá. Đúng là thật, một ván thi đấu giữa hai nhà vô địch. Thực ra throw đến đây thì chưa thua đâu anh bạn. Mọi thứ vẫn chưa đến mức gọi là bị thua ngược đâu nhá. Là phút thứ 31 rồi. Nó chỉ là game cân hơn thôi nhưng mà họ tự làm khó mình thôi. Có thể win dễ thì tầm tấn công của họ thì bây giờ không win dễ được nữa thì lại win gọi là căng căng một tí vậy. Ừ. Chứ lap này của Han Hwa thì đánh về lết vẫn ok mà. Khả năng phòng ngự cũng là tương đối từ bên phía của Han Hwa khi mà có mặt Viper với con Kai'Sa đã là 3 món trang bị rưỡi và dụ lính rất nhanh. Trong khi đó vô la băng tung ra có khăn một cái chuông Mikael và tàu có thể lùi về và lao lên của JK bị trả thương ngược trở lại. Tuy nhiên lượng sát thương đầu ra của JK là không phải ít. Đẹp được, đẹp được. Sẽ là tiếng lùi về đến từ FlyQuest mà thôi. Như vậy vẫn là một con Baron không quá thành công đến từ FlyQuest khi mà nó chỉ khai thác được khoảng chừng gần 2.000 tiền cho đại diện hạt giống số 1 của LCS mà thôi. Và với Highlight Sport cần phải siết chặt tay lại. Họ đã có những quãng thời gian thi đấu quá lỏng tay từ nãy tới giờ và nó đang khiến cho họ phải trả giá bằng một lượng lớn tiền chênh lệch bị mất đi hoàn toàn chỉ sau một vài pha giao tranh mà thôi. Tình huống giao tranh ở khu vực Hàn hơi buông đến từ bên phía của Han Hwa, họ đánh thực sự là sự tỏa sáng của Viper, họ mới không để mất thấy kiểu đối mềm hay sao ấy, chủ quan quá. Rõ ràng một tình huống tấn công nhưng mà chưa thua đâu nhá. Đánh đến đây thì chưa thua đâu anh em. Và nó khiến cho ván thiếu này đang thực sự cân bằng đến từ cả hai bên và món trang bị mà Weibo lên cũng rất là tốt. Cái này chưa thể nào nói bên phía của FlyQuest có lợi thế gì đó để mà thắng game được. Và thậm chí họ mới chỉ có rồng 2 ấy. Đến rồng sau mà Han Hwa Esports siết lại đánh một linh hồn rồng nữa là win rồi. Và sát thương những chỉ số cực kỳ phù hợp với một con chất tướng như là Ogot. Cái lượng đam đầu ra của Han Hwa tầm này thì cũng gọi là à? À, đây không flash lần này chắc chắn là chết mà thôi. Đi lại giữ quy lại, nó nổ Serac thì quy cái đó chuẩn chỉ đấy, chuẩn chỉ đấy, siết lại nó như thế đấy anh em. Doran còn phơ mạng cái đẹp này, win rồi. Doran đang bết một cái R đến từ vị trí của Quát. Triple kill, R flash đến từ Quát, 1v5 Quát ra kill, end chưa? Thấy end chưa? Nào kép Penta nhở? End rồi đó. Rất là khó lường khi mà liên tiếp là những tiếng bắt lẻ. Và cứ một tiếng bắt lẻ được diễn ra là một bước ngoặt của giao tranh. Và vừa rồi Weibo đã nằm xuống nào. Một pha thi đấu mà sát thương được dồn vào tốt hơn đến từ Highlight Sport. Lọc fan tí thôi. Lỏng tay lọc fan tí thôi.